xin kính chào quý vị và các bạn kênh minh hải miền đông chia sẻ và đọc những câu chuyện trong và ngoài nước hay nhất và ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đầy nước mắt và đau xót trong gia đình của hai vợ chồng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi tới các bạn cô chú anh chị gần xa một lời chúc bình an vui khỏe may mắn trong cuộc sống giờ đây kính mời quý vị hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này không bao giờ anh nghĩ được việc này có thể xảy ra cách đây không lâu một người đàn ông mới ly hôn vợ đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang mạng xã hội. Tâm sự của anh đã thu hút sự quan tâm và nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Nội dung tâm sự câu chuyện như sau: Tôi kết hôn tương đối sớm, 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Vì vợ tôi có bầu nên chúng tôi vội vàng làm đám cưới. Sau khi kết hôn, vì hai đứa không biết chăm sóc con cái, nên bố mẹ tôi thường tới phụ giúp các con. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường đưa con ra ngoài chơi, nhưng vợ tôi thì không muốn gần con. Cô ấy cho rằng trẻ con thật phiền phức, chỉ thích đi mua sắm với bạn bè mà không quan tâm tới con mình. Bố mẹ tôi về chuyện này thường phản nàn về con dâu. Mặc dù tôi cũng đã nói với vợ mình rất là nhiều lần, nhưng cũng không thấy cô ấy thay đổi. Tôi có một người anh họ 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Biết vợ mình thích chơi với người anh này nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Đơn giản, tôi nghĩ họ đều là người thân. Hơn nữa, mỗi lần ra ngoài cũng không phải chỉ có một mình hai người mà còn có những người bạn khác đi theo nữa. Cứ như vậy cho đến một ngày, tôi nhìn thấy vợ mình liên lạc với một người tên là anh yêu ở trên điện thoại những lời lẽ rất lộ liễu đã khiến tôi vô cùng tức giận bị tra hỏi nhiều lần nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết không chịu nói là ai ban đầu nghĩ tới con nên tôi định tha thứ cho cô ấy nhưng bố mẹ sau khi biết chuyện thì quyết liệt ép tôi phải ly hôn vợ tôi đồng ý ngay lập tức cô ấy nói ly hôn thì ly hôn bản thân cô ấy cũng đã chán ngấy cuộc sống này rồi Nghe những lời nói này, tôi thật không biết nói gì hơn. Có lẽ tôi đã để vợ mình tự do quá nên cô ấy mới nói ra được những lời như vậy. Điều khiến tất cả chúng tôi kinh ngạc là chỉ 9 ngày sau khi chúng tôi chính thức ly hôn, vợ tôi đã đi tái hôn. Tôi không dám tin vào sự thật này nên vội chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra để xem chú rể là ai. Tôi đoán có lẽ là người mà cô ấy đặt tên trong điện thoại là anh yêu Và trong lòng tôi có chút mất bình tĩnh Rút cuộc thì người đàn ông đó có điểm gì hơn tôi Và khi đến đám cưới Tôi đã chết sững không nói được điều gì Khi thấy chú rể chính là anh họ của mình Điều gì đáng xảy ra ở đây Tại sao anh ta có thể làm được việc này Người ta vẫn nói Anh em và vợ không bao giờ có thể lừa dối Thỏ còn không ăn cỏ quanh hang kia mà Thế nhưng Thực tế thì anh họ tôi đã làm ra việc đáng xấu hổ này Anh ta kết hôn cũng không thông báo cho gia đình tôi Mà có mời thì chắc chắn bố mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ đến tham dự một đám cưới như thế này Tôi quay về và nói với bố mẹ tôi rằng Vợ cũ của tôi kết hôn với anh họ tôi Ông bà cũng không giữ được bình tĩnh Định đến đó làm cho họ bé mặt nhưng tôi đã ngăn lại Dù hành động của anh ta như vậy Thật quá đáng Quá trái đạo đức Nhưng tôi thấy hận vợ mình hơn Cô ta đã làm tôi quá thất vọng Sau này con tôi sẽ phải đối diện như thế nào Với mối quan hệ này Vì cô ta mà gia đình tôi Và gia đình anh họ trở thành kẻ thù Không bao giờ có thể hóa giải được chuyện này Tôi cũng tự trách bản thân Đã nuông chiều vợ để cho họ có cơ hội vượt qua giới hạn rồi làm ra chuyện khó có thể chấp nhận như thế này. Anh họ tôi đúng là điên thật rồi. Bây giờ việc ai quyến rũ, ai trước tôi cũng không muốn biết nữa, chỉ cảm thấy chuyện này thật đáng kinh tởm. Tôi sẽ cố gắng quên đi chuyện này và bắt đầu lại từ đầu. Và sau đây kính mời quý vị các bạn lắng nghe chi tiết câu chuyện thứ hai. Tối nào cũng thấy vợ tắm ở công ty rồi mới về. Chồng đòi ly hôn ngay khi đến kiểm tra Vợ ngày nào cũng tắm ở công ty Anh Châu đã đổi tên 34 tuổi là nhân viên văn phòng Hiện tại anh đã kết hôn được 8 năm Và có một gia đình nhỏ hạnh phúc Tuy nhiên sự việc đột nhiên xảy ra gần đây Khiến cuộc sống của anh Châu nhường như sụp đổ toàn bộ Theo đó anh Châu chia sẻ rằng Vợ anh là người chủ động theo đuổi anh từ thời sinh viên, sau 3 năm được vợ theo đuổi, cuối cùng anh cũng bị tình cảm của chị lay động và quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai đã ở bên nhau suốt 8 năm và có hai đứa con nhỏ, một trai, một gái. Hiện tại cả anh chị đều có công việc và sự nghiệp ổn định. Mặc dù hai vợ chồng anh Châu không quá giàu có nhưng vô cùng hạnh phúc đầm ấm và là tấm gương sáng cho bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên, đợt gần đây anh châu phát hiện vợ mình có những hành động vô cùng kỳ lạ. Đó là chị thường xuyên tăng ca và về nhà rất muộn. Hơn nữa, lần nào cũng tắm gội sạch sẽ trên công ty rồi mới về nhà. Ban đầu anh nghĩ do vợ mình bận rộn làm việc giai đoạn cuối năm nên tắm luôn trên công ty, đỡ phải về nhà tắm muộn hại sức khỏe. Tuy nhiên, càng ngày việc tăng ca của vợ anh càng nhiều thêm hầu như tối nào cũng tăng ca anh châu cảm thấy rất kỳ lạ anh nghi ngờ rằng vợ có bí mật gì đó giấu giếm anh nhiều lần anh lấy điện thoại vợ kiểm tra thử nhưng cũng không phát hiện được điều gì bất thường tuy nhiên có một chi tiết khiến anh châu để ý đó là mỗi lần tăng ca về nhà vợ anh đều rất vui vẻ chứ không hề tỏ ra mệt mỏi như những người phụ nữ làm việc tăng ca liên tục 12 tiếng một ngày. Chính về chi tiết này đã khiến anh Châu nảy sinh nghi ngờ. Ngày hôm đó, anh quyết định về sớm và túc trực tại công ty của vợ mình. Sau giờ tan làm, mọi người đều đã về hết mà vẫn chưa thấy vợ mình ra cửa. Anh Châu cho rằng mình đã nghĩ oan cho vợ nên quyết định ở lại chờ và đón vợ về nhà. Khoảng 9 giờ tối, chị nhà tan làm và xuất hiện ở cửa công ty anh châu chưa kịp tiến lại gần đón vợ thì thấy một người đàn ông đi ngay sau lưng của vợ anh cả hai nói cười vui vẻ và trao nhau những nụ hôn nồng cháy người đàn ông kia còn dắt xe giúp vợ anh sau đó dịu dàng đưa đồ ăn tối cho vợ anh rồi nói lời chào trước khi cả hai về nhà quá sốc trước cảnh tượng này anh châu lập tức lao đến chất vấn vợ và kẻ thứ ba hóa ra vợ anh ngoại tình với quản lý sau một lần gần gũi vợ anh sợ người có mùi thuốc lá nên tắm và thay quần áo rồi mới về. Hiểu ra mọi chuyện anh Châu lớn tiếng mắng chửi vợ là kẻ ngoại tình, bội bạc và đòi ly hôn ngay lập tức. Đáp tả lại những lời mắng chửi của anh Châu Vợ anh lại bình thản nói rằng Nếu anh đã biết mọi chuyện rồi Thì ly hôn đi để giải thoát cho chị Đồng thời chị cũng nói ra hết những ấn ức Úi hờn suốt thời gian qua khi phải sống cùng một ông chồng hồn nhiên đến mức vô tâm quên cả kỷ niệm của ngày cưới quên cả sinh nhật vợ quên luôn cả việc phụ giúp vợ làm việc nhà và chăm con thậm chí nhiều ngày chị tăng ca về muộn cũng chưa từng hỏi han quan tâm xem vợ có vất vả không đã ăn tối hay chưa thậm chí vợ anh còn nói rằng năm xưa chị đặt nhầm tình cảm nơi anh và cảm thấy rất hối hận. Hiện tại chị chỉ cầu mong hai người ly hôn để chị bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc nghe xong những lời chất vấn và phản bác của vợ, anh Châu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên sau đó, bình tĩnh suy nghĩ lại, anh cũng tự nhận thấy bản thân đôi khi quá vô tâm. Những ngày lễ kỷ niệm anh đều coi là rượm rạ và không để tâm tới. Hơn nữa, vì có ông bà nội thường xuyên giúp đỡ nên anh cũng ít khi quan tâm và giúp vợ việc nhà càng nghĩ anh càng nhận ra bản thân mình cũng có lỗi vì quá vô tâm với vợ sự việc đột nhiên phát sinh như vậy khiến anh châu không biết phải làm như thế nào trường hợp của anh châu đang được thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều bình luận trái chiều nhau đưa ra những lời khuyên khác nhau như đã ngoại tình chỉ sẽ có những lần tiếp theo, vì vậy nên ly hôn đi, mọi thứ chỉ là lý do mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Mong rằng quý vị lắng nghe để chia sẻ bình luận về hai câu chuyện này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.